Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng tổ chức lễ khánh thành hai cây cầu giao thông nông thôn tại xã Hưng Điền B, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự. Cầu kênh Nguyễn Văn Trỗi và cầu kênh Tây Năm thuộc địa bàn 3 xã gồm Hưng Điền B, Hưng Hà và Thạnh Hưng được hoàn thành đúng tiến độ. Theo đó, hai cây cầu đều được thiết kế bằng bê tông cốt thép, tải trọng 8 tấn, mặt cầu rộng 5 mét trong đó cầu kênh Nguyễn Văn Rỗi có chiều dài 27 m, cầu kênh Tây Năm có chiều dài 45 m. Tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu trên là hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Đông Bình Dương tài trợ gần 2 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách huyện và dẫn động các nguồn khác để thi công. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai cây cầu trên có ý nghĩa thiết thực, không chỉ phục vụ việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương, mà giúp huyện Tân Hưng sớm hoàn thành mục tiêu xóa bỏ cầu tạm bằng cầu bê tông kiên cố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.